Có mấy thằng bạn ở Cà Mau lên ủng hộ mấy cái động cơ. Có mấy thằng có băng mê mái lắm nghe anh Tài, mê mái lắm. Mình cũng không có gì đãi chè luôn. Nói chung cảm ơn cô bác chị em nhiều lắm. Mà em bán gì Cà Mau nhiều nha. Bán Cà Mau với Kiên Giang nhiều lắm. Cái sao chứ nó xài giỏ nhiều. Ở trên đây ít xài giỏ lắm. Dùng dưới Ừ, á, trên đây ít xài giỏ à. cái vùng này dưới á, nó xài anh Tài mà cả vùng nằm trầm, cả vùng máy máy thị cả vùng khoảng 100 mã lực, 90 mã lực trở lại. Máy máy thủy bán không được, máy thủy khó lắm, tại vì máy thủy là phải máy tin, mà anh biết cái máy thủy là nó không có máy tin. Cái máy thủy 10 máy là phải sơn lại hết chín rồi, nó cũ kỹ quá không sơn coi không được. Của em xài không à, như mấy máy bự kia là chỉ dùng này xài để dùng của em. Đúng rồi, máy bự là em bán gì An Giang thì nay xài chứ dùng này, dùng của em là xài nhỏ 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 lớn nhỏ 9.2 9.9 là giữ thì lại. Như cái con bữa em quay con 3T82 đẹp á, là em bán à, đó là tụi em là tài là nếu giống như tài tài động vật con không em bán là trên 30 triệu, nhưng mà có mấy ông anh ông lên thì cũng đi xe, cũng đi xe xe 7 chỗ á, cho nên ông anh chở về luôn thì mình cũng giảm chi phí là 2 triệu rồi. Ông anh cũng bỏ bỏ những cái thứ mà không có cần sử dụng đó thì mình bớt tiền 1 triệu, cũng như trên video mình có nói quá nha em, chứ không phải là mình giao đi mình gỡ lợi không có nha, tại vì anh em cô bác game mua cái nào không 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 ấy là ấy lại. Ê, mở cấp mạnh cái anh quay cái phá hả, lấy gì mượn gì phá, mượn gì phá nè mình đi xe 7 chỗ thì lên đây thì chở về luôn, bỏ cái máy vô đây cũng rất là gọn quá nha, bỏ cái máy ở đây gọn ha. Đó thì vậy đó là mình gỡ ra trơn ha, đó bơm trộn mà mình không có xài thì mình để cho nó im quá nha em. Thì cái này là bánh chén, này là bánh chén của máy 82 đen nè, nó ghi 82 nè nha, nó ghi 82 nè đó. 3T82 là mình gấp cho cái máy này, mình trừ lại cái bộ bánh chén kia cho ông anh mình gửi hai kéo thun về cho anh em. Mà khi anh em để cái bánh cho em để lên thì để nằm sát với cái giữa này mình chim cẩn thận ha. Rồi cảm ơn quá chị em nhiều lắm nha, em xin chào, hẹn gặp lại quá chị em video tiếp theo nha. À, thì cũng giao dịch xong rồi thì chúng anh mình đi về thì cảm ơn mình rất nhiều, cảm ơn nhiều lắm nha. Mai mốt mà anh muốn cái gì đó là anh gọi tôi chị chạy xuống thôi, khỏi cần đưa cọc ha, ai muốn cũng được chứ, mà anh gọi tôi một tiếng được rồi. Đúng rồi thẳng hoài luôn, khoảng 10 cây rẽ trái hoài hoài luôn, qua ủy ban huyện luôn, qua ủy ban huyện luôn, qua cầu lớn xong em hỏi người ta đường nào ra cầu lãnh, ra cầu lớn rẽ trái nữa vậy? Ra cầu lớn rẽ trái đi rồi hỏi tiếp tục. Tại mình đi tắt hai vòng vòng rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Rồi để anh tặng mấy chú mấy tài số đây, con lấy 87, con lấy ba số 3 đi, con lấy 6 tờ để cho mấy ông anh mình mỗi một người 3 tỷ 8 để mua thêm một số đất để nuôi tôm nuôi gì đó, cái đó là mình cũng không gặp. Rồi sao con tiếp 6 tờ trước cho mấy chú đi, trước đi 6 tờ phải không, rồi con gửi cho mỗi người 3 tỷ 8 nha. Dạ rồi, chúng thì mình làm công việc chứ đừng có hư nghe không. Rồi cảm ơn nhiều lắm nha. Cảm ơn nhiều anh. Rồi, ok rồi con vô đây, vô đây chú trả tiền cho. Đây mình tiếp tục mình lên con một con nữa.